Rồi, chào các bạn. Hôm nay tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một bản nhạc nữa solo guitar theo hợp âm điệu sĩ rock tông la thứ bài đầu tiên cho các bạn. Rồi, bài hôm nay sẽ là bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Vừa rồi mình cũng đang solo mẫu các bạn tham khảo ha, không biết có dính bản quyền hay không. Nếu mà dính bản quyền thì các bạn cứ gõ bài đàn mẫu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa điệu chương thì sẽ ra clip đó ha. Thì xem clip đó xong các bạn sẽ hình dung được, các bạn tập cho nó dễ nha. Rồi, thì nếu mà không dính bản quyền thì mình để xuyên suốt cho các bạn luôn, để hên xui thôi. Tại vì nhiều khi không hát solo nhưng mình vẫn bắt bản quyền nha các bạn. Cho nên là lỡ bắt bản quyền thì nãy giờ các bạn sẽ không thấy phần mẫu, các bạn cứ gõ tiêu đề vậy là sẽ xem cái phần hát mẫu để các bạn hình dung, các bạn dễ tập nha. Rồi, đầu tiên mình chia sẻ các bạn intro. Rồi, bài này cũng nhiều intro nhưng mà một intro rất đơn giản để các bạn tập cho lẹ nè. Rồi, các bạn ghi ha. Đô 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 la re mi. Rồi, đô đô đô, các bạn đàn bốn nốt đồ, đô 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 là rê mi. Rồi sau đó bấm pha trưởng rải cái intro, mình đàn im dịu chậm rãi khoan thai thôi ha. Rồi sau đó đàn câu thứ hai fa son fa mi rê mi, sau đó bấm đô trưởng rải cái fa son fa mi rê mi, lại đô trưởng cái. Rồi đàn tiếp câu thứ ba rê mi đô đô là rê, sau đó bấm rê thứ rải cái rê mi đô đô là rê, rải rê thứ cái. Rồi đàn tiếp mi si, hai nốt thôi, mi si bấm mi bảy hoặc mi trưởng cũng được ha, rải cái. Rồi đàn một nốt mi, nó mi thôi. Rồi sau đó bấm la thứ rải cái. Rồi, intro các bạn thấy rất là dễ ha. Rồi, đó là sao khi mình ghi hết ở sau dãy nốt có những dãy số, các bạn vừa vào đó các bạn biết là đàn dây nào bấm chỗ nào, rải theo sao. Bây giờ bỏ hết dãy số đi để các bạn dễ hình dung. Rồi các bạn đàn những nốt này và các bạn rải như thế này là bắt đầu đàn được nguyên intro ha. Cứ tập từ từ chậm chậm thôi. Rồi các bạn sẽ đàn intro thế này, các bạn tham khảo lại nha. Chậm nè. Bốn cái đồ ha. Intro vậy xong là các bạn bắt đầu solo đoạn đầu tiên vậy nha các bạn. Rồi rồi được rồi, các bạn cứ tăng tốc lên ha. Rồi đàn nhanh nhanh chút xíu cũng được, nói chung thì tùy thích mỗi bạn thôi. Rồi mình sẽ lại intro của bạn, rồi bắt đầu vào đoạn đầu tiên, rồi mình chia sẻ nốt của đoạn đầu tiên cho các bạn nha. Rồi các bạn tham khảo lại cái phần intro. Rồi bắt đầu solo đoạn đầu tiên.
solo y chang vậy đó ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ nốt của đoạn đầu tiên. Bài này thì có đoạn đầu tiên rồi vào điệp khúc nha. Vào điệp khúc thì có thể thăng phân làm hai phần rồi vậy thôi là hết bài đó, nó không có đoạn 2 hay đoạn cuối gì cả. Đoạn đầu tiên, sau đó bắt đầu vào điệp khúc thì phân làm hai phần rồi xong kết bài vậy đó các bạn. Rồi, nên cho nên bài này cũng rất là ngắn thôi, các bạn tập cũng rất là lẹ nha. Rồi, đoạn đầu tiên các bạn solo này. Rồi. Hà Nội này vắng những cơn mưa. Rồi, mây 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 đô đô si la. Mây 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 đô đô si la. Rồi, sau đó các bạn bấm là thứ chèn hai nhịp của kiểu 2. Các bạn xem giùm mình cái clip bốn kiểu đàn điệu siro rap, các bạn cứ gõ bốn kiểu đàn điệu siro rap điệu chương, xem clip xong các bạn sẽ biết từng kiểu, kiểu 1, kiểu 2, kiểu 3, kiểu 4 đàn như thế nào. Ở đây mình không nhắc lại từng kiểu đàn nha các bạn, cho nên khi mình nói kiểu 2 là các bạn biết kiểu 2 sẽ đàn thế nào nha và cách chuyển âm ra sao, mình không nhắc lại nha các bạn, đỡ mất thời gian cho những bạn đã biết rồi nha. Bạn nào chưa đàn biết đàn từng kiểu đó các bạn xem clip đó giùm mình nha. Rồi, ru ru si la bấm là thứ kèn hai nhịp chắc 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 bum bum chắc chắc. Rồi sau đó thêm cho mình hai cái chát nữa, chát chát. Thì như mình nói các bạn những bài trước cứ hai cái chát là đàn nhẹ ha, còn chỗ nào ba chát thì cái chát cuối cùng đàn mạnh, ba cái chát thì chát chát chát, vậy là hai chát đầu vẫn nhẹ, cái chát thứ ba đàn mạnh, còn chỗ nào chỉ có hai cái chát thì đàn nhẹ thôi, chát chát nhẹ nhẹ như lấy đà bắt nhịp để đàn tiếp câu tiếp theo vậy ha. Mây 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 đô đô si la chát 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 bum bum chát 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 bum bum chát chát. Rồi đàn tiếp câu thứ hai la la re fa la la re fa, bấm pha trưởng chèn ba cái chát 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 chát. Rồi đàn tiếp fa fa son son la mi fa fa son son la mi. Rồi sau đô bấm vô đô trưởng chèn vẫn là hai nhịp và thêm hai cái chát 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 bum bum chát 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 bum bum chát chát. Rồi đàn tiếp câu tiếp theo mi fa mi re mi fa mi re, bấm rê thứ chèn ba cái chát thôi, chát chát chát. Rồi đàn tiếp câu tiếp theo rê 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 la la rê mi rê 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 la la rê mi. Rồi các bạn bấm la thứ chèn hai nhịp kiểu hai và thêm hai cái chát giống như trên, chát 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 bum chát 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 bum bum chát chát. Rồi bắt đầu solo tiếp câu tiếp theo mi mi la si mi mi la si. Rồi bấm mi bảy ba cái chát hoặc mi trưởng cũng được, ở đây mình nói mi bảy chứ các bạn muốn sử dụng mi bảy cũng được và mi trưởng cũng được luôn ha, cái nào cũng được hết. Rồi bấm mi bảy chát 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 ba cái chát. Rồi đàn tiếp mi 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 xong vẫn giữ mi bảy chèn hai cái chát nhẹ thôi, hoặc là các bạn đàn liên tiếp cũng được mi mi la si chát 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 mi mi rê đô la, nói mi mi xong rê đô la luôn khỏi chèn hai chát cũng được, mi mi rê đô la nói vậy cho nó dễ nha. Còn mì mì chắc chắc rê đô la thì hơi khó chút xíu đó, cho nên các bạn khỏi chèn hãy chắc chỗ đó đi, đàn liên mì mì rê đô la. Rồi vậy đi, rồi sau đó bấm la thứ đàn một nhịp kiểu hai chắc 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 bum bum, một nhịp kiểu hai xong rồi đàn một nhịp kiểu bốn ra 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 chắc chắc bum bum, để làm chi, để bắt đầu tăng độ cao trào lên nè, để bắt đầu mình solo điệp khúc, điệp khúc sẽ cao trào hơn, cho nên là sau khi hết mì mì rê đô la đàn một nhịp kiểu hai chắc 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 bum bum, rồi sau đó đàn một nhịp kiểu bốn ra 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 chắc chắc bum bum, đó tăng độ cao trào lên, rồi sau đó thêm một cái ra 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 nữa là xuống lên xuống ha, ra 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 nữa đó như vậy đó. Rồi bắt đầu solo điệp khúc, bắt đầu qua điệp khúc là mình sẽ chèn theo kiểu số 4, vừa đàn nốt thì chèn theo kiểu số 4, mà kiểu số 4 thì ra 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 chắc chắc bum bum ra 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 chắc chắc bum bum ra 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 chắc chắc bum bum, nó kiểu 4 là như vậy đó. Nó cao trào hơn nhưng mà mình không chèn hết nguyên một nhịp đâu, tùy theo câu thôi, có câu thì chỉ rất rất chát thôi, mình solo tiếp vậy nha. Thì tóm lại hết đoạn đầu tiên mi mi rê đô la bấm la thứ chát 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 bum bum, rồi quạt kiểu bốn lên nè rát 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 chát chát bum bum, rồi thêm một cái rát rát nữa rát rát rát, rồi bắt đầu solo điệp khúc, rồi bắt đầu vào điệp khúc thì sau một câu cứ rát rát chát, rồi đàn tiếp cứ rất rất chắc, tại vì kiểu 4 là cao trào, điệp khúc là cao trào, cho nên áp dụng kiểu 4 là dễ nha các bạn. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn đầu tiên qua điệp khúc, điệp khúc thì như mà nói các bạn phân làm hai phần nha. À, nói mùa này chiều không vương nắng gì đó ha. Rồi rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn đầu qua điệp khúc nè. À...
nguyên phần thứ nhất của điệp khúc các bạn sẽ đàn vậy đó. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất đó là chia hai phần để các bạn dễ hình dung, phần thứ nhất và phần thứ hai thì nó na ná nhau thôi ha. Rồi, rồi bây giờ các bạn ghi note solo của phần thứ nhất. Đô 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 là re mi fa. Đô 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 là re mi fa. Sau đó bấm pha trưởng. Ra 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 cha. Chàng vậy thôi ha, xuống lên xuống cha. Rồi đàn tiếp câu thứ hai. Fa son fa mi re mi mi. Fa son fa mi re mi mi. Bấm la thứ cũng chàng ra 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 cha. Rồi đàn câu thứ ba. Mi mi đô đô là đô re. Mi mi đô đô là đô re. Bấm re thứ cũng chàng vậy luôn. Ra 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 cha. Rồi đàn tiếp câu thứ tư. Mi mi si. Mi si. Rồi bấm mi trưởng hỏi lại cũng được luôn ha. Rồi ra 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 cha. Rồi thêm cái chát nữa. Ra 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 cha. Chát cái nữa. Rồi đàn tiếp. Si re mi si. Si re mi si. Mi si ra 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 cha. Chát. Si re mi si. Rồi sau đó bấm. Vẫn bấm mi bảy. Rồi chèn một nhịp kiểu 4. Ra 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 cha. Rồi bắt đầu solo tiếp phần thứ hai của điệp khúc. Vậy đó ha, rồi. Rồi mình đọc luôn đi cho các bạn, đọc hết hai phần ha. Rồi bây giờ tức là hết phần thứ nhất là si re mi si bấm mi bảy mi đợi mi bảy ra 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 chát chát bum bum. Rồi solo tiếp phần thứ hai của điệp khúc, mà phần thứ hai thì những câu trên y chang như phần thứ nhất. Đô 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 là re mi fa, rồi cũng bấm pha trưởng ra 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 chát y chang như phần thứ nhất vậy đó. Fa son fa mi re mi mi bấm la thứ ra ra ra. Rồi tiếp chỗ này có thể thay đổi nốt re mi, ở trên là quán cốc liêu xiêu một câu thơ đó. Còn chỗ này là gì nhưng mà các bạn thấy đang ấy chang cũng được, hoặc là re, hoặc là hai đổi này re mi đô đô là đô re, re mi đô đô là đô re. Rồi bấm re thứ ra 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 ra. Rồi tiếp mi si bấm mi bảy ra 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 ra. Nó vẫn giống như đoạn 1 vào phần 1 của điệp khúc. Rồi tới câu này khác nè. Re mi la. Rồi ở trên phần thứ nhất của điệp khúc si re mi si. Còn cái câu này của phần thứ hai điệp khúc re mi la. Rồi còn lại từ khúc đó đi lên thì nó giống y hai phần nó như nhau dạng vậy nha các bạn. Rồi tới là câu cuối cùng của phần thứ hai điệp khúc re mi la. Rồi đó vậy đó. Rồi các bạn bấm la thứ ra 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 cha cha bum bum. Đàn một nhịp của kiểu 4. Rồi các bạn có thể lặp lại cái phần thứ hai, lặp lại từ phần thứ hai được khúc nguyên cái phần thứ hai được khúc luôn nha. Rồi, để mình sẽ ví dụ lại cho các bạn nè. Nguyên điệp khúc là như vậy. Các bạn đàn hai chia là hai phần nha. Rồi phần thứ nhất các bạn sẽ solo thế này. Để cho các bạn thuộc hết những nốt đó, đàn chỗ nào, đàn dây nào, bấm chỗ nào, chèn vào ra sao được rồi các bạn mới tăng tốc lên đàn nguyên điệp khúc ha. Rồi ví dụ các bạn nguyên điệp khúc là các bạn sẽ solo cái này nè, hai phần nữa ha. Sau khi solo xong cuối cái phần thứ hai re mi la, rồi bấm la thứ ra 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 cha cha bum bum.
rồi bắt đầu đàn lặp lại nguyên phần thứ hai. Đô 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 là re mi fa da 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 fa son fa mi re mi mi da 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 re mi đô đô là đô re da 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 mi si. Rồi tới đây bấm mi bảy, mi si đàn hết một nhịp của kêu bốn, mi si da 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 bum bum. Rồi ngưng, rồi bắt đầu cuối cùng đàn chậm thôi, mi si re mi lại là từ đó, tức là phần lặp lại đó, đàn tới đây mi si da 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 bum. Rồi đàn câu này chậm thôi, thường như kết bài là mình cái câu đó mình chậm chậm lại vậy thôi ha. Rồi tức là hết điệp khúc, hết đoạn đầu, hết điệp khúc hai phần, hết phần thứ hai rồi đàn lặp lại phần thứ hai một lần nữa, mà câu cuối cùng phần thứ hai đó tới mi si rồi bấm mi bảy, đàn một nhịp thôi cũng được, một nhịp kiểu bốn. Rồi câu cuối cùng đàn chậm thôi, mi si re mi rồi bấm la thứ rải cái là các bạn kết thúc bài đó. Đó là cái phần kết ao luôn, kết ao là vậy thôi đó. Đó thì là coi như hôm nay mình chia sẻ xong cho các bạn thêm một bài nữa solo guitar solo rock trong la thứ ba đầu tiên. Hy vọng rằng sau một loạt bài mình đã chia sẻ các bạn ở những clip trước nữa và tới bài hôm nay thì chắc chắn rằng các bạn đã dần quen dần với cái kiểu mà vừa đàn nó solo vừa chơi hợp âm của cái điệu solo rock. Tay của bạn cũng nhanh lên dần, nhanh nhẹn lên hơn, rồi sự cảm nhận của bạn cũng tăng dần lên. Và sau này gặp bất kỳ bài nào trên điệu solo rock thì chắc chắn ít nhiều gì các bạn cũng có thể solo và chèn hợp âm được nha. Vậy nha các bạn. Rồi nếu có thể thì sau bên này mình vẫn tiếp tục chia sẻ tiếp cho các bạn một vài bài nữa để các bạn đàn cho các bạn nhuyễn luôn ha, quen luôn cho nhuyễn luôn với cái kiểu mà vừa đàn nốt solo vừa chèn hợp âm của cái điệu solo rock này nha các bạn. Rồi có cho thắc mắc thì các bạn cứ comment với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.